vâng, cùng mai chiếc chè bom xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay tối rồi nhưng mà em vẫn cố gắng tranh thủ để quay một cái số cây cúc VIP, cúc nhị đỏ, cúc tư long và cúc đỏ xanh đó cả nhà. Những cái cây gốc bứng bo rất là nhiều để cho chúng ta vừa lấy bo xong rồi sau đó nuôi để chơi Tết. Một cái cây có một cái cây mai cực kỳ đẹp để chơi Tết nha cả nhà. Thì đây cây thứ nhất là cây cúc VIP. Cây cúc VIP này cực to nha, cành nhánh thì rất là xum xê rồi. Cây này lấy bo thấy tương đối là có trăm bo trở lên nha cả nhà. Thì đây nó có cái mặt hoa này cả nhà. Đó, mặt hoa này chỉ là nụ gió thôi nha. Thì đó nở chùm chùm như thế này nè cả nhà, chùm chùm luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Hoa rất là đẹp nha. Đặc biệt là hoa rất là lâu tàn. Em có cái cây mà hôm ngày em có quay cho cả nhà xem á, là từ hôm mùa Tết cho tới bữa nay nó vẫn chưa rụng cả nhà. Em phải nói là rất là ngạc nhiên luôn. Mà khách ghé lại thì xem rất là nhiều. Ủa tại sao nay nó còn mai, bộ nó trở trễ hả? Không có nha, không có nở trễ đâu. Nó nở đúng Tết luôn. Nhưng mà nó lâu tàn, lâu rụng đến như vậy luôn cả nhà. Đây là bông của cây cúc VIP. Hoa rất là đẹp, hoa to. Và đặc biệt là cái độ phùng nó rất là cao. Và thêm một cái nữa đó là bông chùm ha cả nhà. Đây, cái này thì nó nở mới được con sâu. Đây, cái này thì nó nở hổm rài rồi cả nhà. Nở hổm rài rồi á, cho nên là em không có thời gian. Mà hôm nay tối em vẫn cố gắng tranh thủ cả nhà. Nó nở toàn là bông chùm không nha. Nó bông chùm và nụ uống luôn như thế này đây. Thì mọi người nhìn thấy cái nụ uống như thế này là đã biết là cái hoa của nó rất là to và rất là nhiều cánh ha. Rồi, không để cả nhà phải chờ lâu nữa. Thì bây giờ em xin được vô cây số 1 nha. Đó, một cái cây hình đế nơm nha. Đế nơm dán bay và đặc biệt là các cái mắt bo ghép rất là nhiều. Và cái bo em để rất là dài cả nhà. Nó cả nhà nhìn thấy nó dài thênh thang luôn. Lấy bo rất là nhiều luôn nha. Cái này lấy bo nhiều lắm luôn á cả nhà. Đây em sẽ đếm mắt bo ghép nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi quá trời. Đây bo rất là trời. Chết cha chàng ngã thôi. Đây em sẽ quay tổng thể cho cả nhà mình cùng xem. Đây là một cái cây cúc VIP cực kỳ đẹp, cực kỳ dài nha. Cái chiều dài bao nhiêu Út? Chiều dài tới 70 luôn cả nhà. Cái hoành của nó 18 và chiều ngang 70. Thì thật ra cây này lấy bo rất là nhiều. Cả nhà nhìn thấy cái cành cốt nó mập nè, mập ù luôn nha. Lên tới trên đây luôn. Cái này về chúng ta lấy bo vô tươi thoải mái luôn cả nhà. Rồi lấy bo xong chúng ta cắt ở những cái nhánh này lấy bo ha. Sau đó chúng ta nuôi lại. Nuôi lại thì sẽ có một cái cây cúc VIP với một cái bộ đế nơm rất là đẹp để chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Đây, những cành nhánh này chúng ta lấy bo ha. Nó bông như này, bông chùm không cả nhà. Nó ai thích cho mình cây cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Mấy hôm nay thì em nghe điện thoại quá nhiều cho nên là cái giọng em nó muốn khèn luôn rồi cả nhà. Nó muốn khèn luôn rồi. Đây, đó những cái cành nhánh như thế này rất là khỏe. Rồi, cái mã số 1 này em bán với giá là 1.990.000. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Bao tới nhà cho mình luôn. Rồi và tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây cúc VIP nha cả nhà. Đây, một cái cây cúc VIP mà em cũng để cái đọt nó mập ú nù nu luôn và dài thênh thang cả nhà. Nếu mà mọi người muốn lấy bo thì thôi, ôi biết bao nhiêu là bo mà nói. Này, cây này nó ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6 mắt bo nha. 6 mắt bo. Và đây, ủa gì tới hùi lùi trời, én đèn. Đây là cái gốc của nó nha cả nhà. Gốc của nó đây. Đó, cho cả nhà xem nha. Cái này là đế nơm nha cả nhà. Rồi, cái hoành của nó là 22 và cao là 90. Đây, cái cầm tay em cầm nè cả nhà thấy không? Rất là dữ luôn. Rồi cái hoành là 22, cao là 90 và ngang là 60 thì cao được 1 mét nha cả nhà. Đó, cây này lấy bo vô tư thoải mái luôn, hoành tới hăm mấy luôn nha. Và đế nơm rất là đẹp. Thì cái này em bán với giá là 1.990.000 luôn nha cả nhà. 1.990.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, rồi và tiếp tục là cây mã số 3. Chính là một cây cúc Live VIP, đó là cúc nhị đỏ nha cả nhà. Đây, và đặc biệt là cái cây này nó hoa rất là to, hoa rất là to cả nhà. Tại vì cái này cả nhà biết sao không? Là do là cái này nó nở những cái nụ gió cho nên là hoa nó không có được to lắm. Chứ mà hồi Tết này em có một cái cây hoa rất là to cả nhà. Đó, và nó nở đặc biệt là chùm chùm không à, chùm chùm không nha. Đó, đây là những cái nụ gió thôi mà nó nở chùm chùm luôn cả nhà. Đây, em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Cái đợt nó nè. Đó, đợt nó là đợt đỏ nha.
Rồi. Cây này là cái này có hoành là 19. Cao là 60 nha cả nhà. Cao là 60. À, hoành rất là to ha. Này, hoành rất là to. Nhưng mà nó có một cái mặt cắt ở đây nha. Rồi em sẽ quay cho cả nhà xem, nó hơi bị yếu. Rồi, đây nó có cái mặt cắt ở đây nè cả nhà. Cái mặt cắt ở đây ha. Tuy nhiên thì cái mặt cắt này nuôi thời gian thì nó sẽ liền lại nha cả nhà, nó sẽ kéo liền lại nha. Rồi, em sẽ quay tổng thể cái cây này cho cả nhà xem. Cây này lấy bo trên dưới 100 bo nha cả nhà. Đó, đó. Cái này về lấy bo xong rồi chúng ta để dành chơi Tết nha. Nuôi xong rồi Tết năm sau sẽ có một cái cây mai rất là tuyệt vời luôn. Thì cây này em bán giá là 1.990.000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cúc lai VIP hay còn gọi là cúc nhị đỏ nha. Cúc nhị đỏ nha cả nhà. Rồi và tiếp tục là cây mã số 4. Đây, cây số 4 là một cây đại lộc nha. Cây đại lộc chuẩn bông nha cả nhà. Đó. À, cây này nó nở chuẩn bông nè. Nó hai cái đại lộc thật sự rất là to. À, bốn ngón tay của em luôn cả nhà. Nó hơi bự lắm. Và nụ của nó là bung chùm không. Nở ú nu ú nào luôn nè cả nhà thấy không? Rất là đẹp ha. Rồi đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Thì cái này á, chúng ta về cắt bo nha. Cắt bo xong rồi á, để nuôi chơi Tết rất ok nè. Có một số nụ ha. Thì cái này là chuẩn bông. Em bao chuẩn bông nha, đã có mặt bông rồi. Đây, cái góc đó nha cả nhà. Góc như thế này đây đó, rất là đẹp. Rồi, cái đại lộc này em bán với giá là 500.000 nha. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. À, cây này cây chuẩn bông rồi nha cả nhà. Cái chiều cao của nó đây, có một cái nhánh nên để rất là dài để chúng ta lấy bo nha. Đó. Để dài để cho chúng ta lấy bo nha. Rồi, cây này nó có cái hoành là 10, cao là 35 và ngang là 40 nha. Cây đại lộc chuẩn bông nha cả nhà. Em quay tổng thể cho cả nhà cùng xem cây này nha. Rồi, cây mã số 4 là một cây đại lộc chuẩn bông, giá 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi và tiếp tục cây số 6 là một cái cây cúc 4 lông. Đây, cả nhà nhìn thấy cây này đó, nó có mặt hoa cho cả nhà cùng xem luôn. Hoa rất là to cả nhà và rất là đẹp luôn nha. Nó trời ơi, nó phùng bên này cả nhà nhìn thấy không? Đây là cây cúc tương long nha cả nhà, cúc tương long. Đây, bông chùm nha, bông chùm không và độ phùng rất là phùng luôn. À, cái này thì em có một cái nhánh dài nha cả nhà. Một cái nhánh dài này để chúng ta lấy bo ha. Rồi, đây là cái củ nha, cái củ đế nơm. Đế nơm nha cả nhà. Rồi, đây, em sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Đó, đế nơm nè. Rồi, thì cái cây này em sẽ bán với giá là 550.000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây là cây cúc tương long có bông nha cả nhà. Có mặt hai cho cả nhà cùng xem rồi nha. Giờ chúng ta lấy bo sau đó rồi nuôi chơi Tết luôn ha. Cây số 5 là cây bốn long, giá 550.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, và tiếp theo là một cây cúc đọt xanh. Rồi, đây là một cây cúc đọt xanh nha. Cúc đọt xanh đó, cả nhà nhìn thấy cái cúc đọt xanh nha. Nói chung cái này lấy bo được rồi á, lấy bo được rồi đó. Đây, cả nhà nhìn thấy không? Đó. Lấy bo được rồi nha. Cây này hai mắt bo rồi, bộ đế rất là đẹp nha cả nhà. Đây em sẽ quay cho cả nhà xem đó, cái củ nó nè, củ rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi, cây này thì bán với giá là 400.000 nha cả nhà, 400.000 cây cúc đọt xanh ha. Rồi thì em vừa lên là 6 cây ha. Thì trong đó là hai cúc VIP, một cúc nhị đỏ, một đại lộc, một tương long và một cúc đọt xanh. Xin mời cả nhà hãy cùng xem và ủng hộ cho vườn mai của Chết Chè Bông nha. Em xin cảm ơn cả nhà.